các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Phèng. Hôm nay thì Phèng đưa các bạn kênh bếp trên bản Bơ Ai Mí Yến với ở kênh Chợ Phiên Tây Bắc đi lên thăm ông ngài, có đi thăm cô dở bà máy nữa ở trên Đán Dầu. Một ngày trải nghiệm vô cùng đặc biệt với mọi người. Nhưng mà hôm nay là Bơ được trực tiếp trải nghiệm lên xe cùng anh Phèng thì mình thấy là cái cung đường đi rất là khó khăn ấy. Mà mọi người vẫn đi lên bản với bà con, thực sự là mình rất là nể phục anh Phèng Phèng Vlog. Thực sự là mình thấy là càng quý anh hơn ấy. Đấy. Chợ Phiên Tây Bắc hôm nay là đèo Yến xôi. Đấy, đi nửa đường là Yến toàn chạy bộ rồi, đã tôi đấy. Anh Phèng là hôm nay là tải ba cả nhà, Phơ ở ngoài cùng luôn. Anh cũng là một tay lái cứu khôi rồi. Thế nhưng mà thực ra lên bản thì mình chưa quen lắm. Đúng rồi. Anh vẫn tăng đôi được mà. Là ngày mai nữa, hứa hẹn với các bác ở Hà Giang mình thì ngày mai, sáng ngày mai thì anh em mình lại tiếp tục đi bản. Nhưng mà ngày mai thì sẽ là một cái không gian trải nghiệm khác, đó là đi khám phá Chợ Phiên Tây Bắc, là sẽ khám phá một cái bản ở tít trên cao ấy. Đấy, có những mái nhà rong rêu cổ kính rất là đẹp và thưởng thức những món ăn đặc sản ở trên vùng trên cao đấy. Nói chung là anh em mình lên đến Hà Giang là cứ phải là Phèng Phèng Vlog thôi. Tại vì là một người em rất là tuyệt vời luôn, lo cho mọi người rất là chu đáo. Cảm ơn Phèng rất là nhiều. Rồi ngày chiều ngày mai thì tiếp tục là hành trình của chúng ta là sẽ đưa bếp trên bản đấy, Chợ Phiên Tây Bắc, và đặc biệt là bếp trên bản ngày mai là có một bữa cơm đặc biệt ở bên nhà bạn Tày TV mà anh em đã chuẩn bị cho các bạn ngày mai. Đấy, em Tày ấy thì là cũng nói với anh em mình rồi. Thì là ngày mai sẽ có nói chung là anh em mình sẽ có đến giao lưu với nhà em Tày. Với cả hôm nay thì mọi người có thấy mấy anh em là có quần áo, các bạn là hơi gọi là thủ đô tí. Lâu lâu thì mình phải thay đổi một chút xíu, tại vì là nhiều khi khán giả cũng mong là mình thay đổi để cho nó nhiều khi là với lại cả cái đặc biệt không khí mới. Anh bảo cái đặc biệt tối nay ấy là tối đêm như này trời đẹp. Với cả hôm nay không phải đâu, có một lý do, đó là Pơ với Ai Mí bảo là hôm nay đi là bị ướt váy. Anh em là không vắt là úp lên cục đá thôi chưa khô được. Đấy. Không, anh tưởng là Phèng. Anh Phèng Phèng dẫn đi chơi chợ đêm này, chơi đêm này. Chỗ quảng trường. Với lại là buổi tối này người ta hay có chợ đêm đúng không? Có chợ đêm thì mấy hôm nữa sẽ có chợ đêm ở đây. Đây thì có quảng trường thôi. Mình lại cứ tưởng là Phèng hôm nay đưa đi cháy phố. Đâu cháy phố đâu, bây giờ là đi ăn phở rồi. Một video cực kỳ là đơn giản, đó là đưa mọi người đi ăn phở. Đấy, bây giờ thì anh em mình lượn lượn một vòng xong là đi ăn phở. Đấy. Quảng trường 26 tháng 3. Đây là tượng đài, đây là sân kỳ đài. Đấy, người ta gọi là kỳ đài là một cái tượng đài nó kỳ vĩ ấy. Mọi người có thể lên đây chụp ảnh. Đây là câu lạc bộ nhảy nhảy của các cô. Mình khoảng tầm 55 à đâu 35 nữa mình cũng nên đây nhảy nhảy như này, các cô giống các cô đấy. Nhưng mà ở quảng trường Hà Giang ấy khá là nổi tiếng đấy. Với lại cả anh thấy là phía bên này là quảng trường và phía bên kia là cổng quốc tế thông. Pơ với Ai Mí và xin các cô nhảy bài. Không thì mình xin chụp ảnh. Dạ. Dạ vâng. Thế thì mình anh em mình chụp cái ảnh xong là mình đi xuống dưới một vòng đi. Bắc Hồ và là dân tộc ở Hà Giang. Các đồng bào dân tộc. Ở đây anh em mình vào đây đi. Nhưng mà quảng trường này chỉ được đi buổi sáng. Dạ vâng, xin một kiểu ảnh. Anh em quay về đây đi. Cho đi buổi tối. Có mới không? Con cháu xin chụp ảnh đây tí nhá cô. Dạ vâng. Ok. Ok, để nhường lại sân khấu cho các cô. Mình lại tiếp tục hành trình đi sang đây. Đây là quán phở ngay ở bên kia. Đây là để dẫn dắt câu chuyện hay hơn là mình đã cài mic cho Pơ. Đấy. Để chém gió cùng Phèng Phèng. Tối ở đây đúng là tuyệt vời đấy. Đây. Vậy anh cũng chưa được khám phá buổi tối ở Hà Giang bao giờ. Không biết là mấy bé đang chơi trò xúc cá xúc kia kia đây. Đây là kiểu mò. Các bé lại nhớ mình hồi xưa. Bốc, chơi. Bốc đất. Đây quán phở ngay bên này thôi. Ở khu này là có mấy quán phở là cũng giống như kiểu là lâu đời nổi tiếng nhất ở đây. Quanh khu này có tiệm trà chanh này, có có rất là nhiều tiệm trà sữa này, rồi có anh em thêm là thấy Phèng tâm lý không?
quá là tâm lý. Ban ngày là anh em mình đi trải nghiệm ấy. Ăn phở xong các em có thể đi khắp nơi đây, thích vào quán nào cũng được. Đấy. Nhưng mà em thấy đây có rất là có nhiều quán trà sữa này, cả trà chanh này. Ở trên này có mấy quán phở đã ngon lắm. Họ tự làm bằng tay ấy. Anh em mình trắng bằng tay đúng không? Anh em mình buổi tối đi ăn nhẹ nhàng. Nhưng mà hôm nay là nhờ anh khen là Pơm có được đi trải nghiệm buổi tối như này ấy. Trải nghiệm về đêm. Là đúng rồi. Đây anh đầu tư em cho. Em là lần đầu là được đi về đêm. Anh đầu tư cho không có 10.000 nhỉ. Đây 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 chơi trò thả đây lấy chai nước. Ở đây có 1.000 này, kiếm ăn hẳn 1.000 rồi này. Ôi, ai bỏ 1.000 vào đây? Đây 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 có lộc luôn. Lộc lộc đây. Ôi, nó thọt vào hay là lừa nhỉ? Không vào nó lại ra mà. Đây là nhử. Nhử nhử nhử. Anh xem cherry bao nhiêu? Đâu cái nào? À 10.000 thôi. 7494 nhá. 10.000 đi. Có mấy tờ 10.000 này. Em thật ra là em lần đầu tiên được chơi cái máy này ấy. Em mua nước. Biết chơi. À đây may quá vẫn còn Yến không? Yến tí kiện. Này. Đây. Là em xin. Giống như kiểu mừng tuổi ấy. Mua nước đi, mỗi người một chai. Ai Mí lần đầu tiên chơi ai. Đấy im xem ai Mí nhá. Ai Mí là sẽ tự xem tự học nhá. Dân từ trên phố ở trên núi mới xuống. Đây cái máy này lạ nhỉ. Số chọn sản phẩm. Vào tiền đã được. Vào tiền. Mình sẽ vào tiền trước. Ai Mí ngây thơ lắm các bạn. Mất cái nào bên này. Đói cả mồ hôi. Cái nào 10.000 thôi. Nước 10.000 luôn. À nhưng mà toàn 10.000 hết nhỉ? Có. Toàn 10.000 mà. Em sẽ lấy nước này nhá. Nước mã số 38. Dạ, đây, nước C2. Em bảo em không cần em phải nói, em nói cái này nhận diện giọng nói mà bảo số 38. Em biết. Đừng lừa ai Mí không được. Dạ, ai Mí lần đầu tiên. Đâu, được chưa? Được rồi này. Đâu? Tưởng là đấy. Lừa chết. Đấy, đây, giờ đến lượt Pơ nha. Pơ lấy cái gì? Lấy số 20, đưa 9 phút cả nhà. Ui dồi. Giật mình luôn đấy. Đưa đúng không? Bây giờ bấm số đúng không? Đừng tắt nhá. Đâu nhỉ? Đây. Yến. Yến. À đến em. Yến à. Em mà ăn. Ây à. Bà Lăng đi. Đây. Bà Lăng. Đâu bà Lăng đâu. Hay quá. Xúc xích. Rồi đến lượt tôi. À 1.000 thôi. 1.000 này 1.000 nhử thôi. Còn Người ta trả về. Tôi nghĩ là 1.000 này họ đi đám họ làm rơi xong rồi trẻ con nhặt đút vào đây. Rồi đi. Mời cả nhà nhá, cảm ơn các em nha. Đều thật đấy. Lại tòi ra. Mời cả nhà nhá. Nhưng mà anh Phen tâm lý đang đi đi dạo ngoài đường đang khát nước. Rồi chào cả nhà nhá, tôi đi về đây. Hết tờ 10.000 rồi ông ơi. Đây này, còn tờ là 10.000 đâu, hết rồi. Mọi người biết xe mua xúc xích không mọi người? Đấy. Bởi vì em biết là anh An với anh Phen chưa. Chia sẻ. Ôi giời đấy, tí nữa ngã này. Được biến tâm lý. Caramel sắp bực ấy kìa. Đấy, ở bên kia. Không phải để ăn phở ông ơi. Cái này là phải. Cái này được 2 4 5 5 5 cái xúc xích mà. Cái đâu, cho tôi cái nào. Ôi, lạnh luôn nhỉ. Dây kiểu yên tức. Đây em hai cái này phần caramel. Đấy. Nào. Mấy quán phở bên này này, bên này này, bên kia này. Mọi người chọn quán phở nào? Pơ, Ai Mí, Yến, em chọn quán nào? Quán nào nhìn to nhất đi. Quán kia đi, phở ông Sáu kìa. Mình đi thăm ông Sáu. Bao giờ mình ăn hết quán phở ông 1, ông 2, ông 3, ông 4, ông 5, ông 6. Ôi, cháy phố, đá chân trống luôn. Ai Mí nhảy nuốt vào trong. Rồi anh mở đường cho. Giờ này đúng là anh thích ngon tuyệt vời đấy. Anh Phen có gì anh Phen không? Đây. Mọi người ăn phở hay là bún hay là ăn miến? Em ăn Em ăn bún. Em ăn phở gà. Em ăn gà bún tiếp. Em bún bao nhiêu bò phở ấy. Bao nhiêu bún? Chào cô nhá. Dạ. Cô giờ này đông khách nhỉ. Dạ. Đây ui ngon lắm các bác. Nè. Dạ. Cô bán bao nhiêu tiền một bát cô? Bình thường là 4-5 nghìn. 4-5 nghìn à? Cô cho bát cháu 50-65 tùy cứ cho nhiều của cô.
một bát thôi chị. Mấy bát rồi chưa cô? Bếp trên bàn ăn gì nhỉ? Em ăn bún anh ạ. Ăn bún à? Đây có phở hay có bún cô? Có bún. Có bún, bún. Bún bò. Em ăn bún gì? Em ăn bún bò. Hai bún bò. Hai bún bò, bún phở gà. Một phở gà bò. À, hai phở gà bò luôn cô ạ. Hai phở gà bò. Hai, cô nhớ chưa cô? Đủ chưa? Đủ. Có 5 người mà. Hiện tại 5 người với cả cả hai bò. Hai gà với anh. À còn caramel nữa thì ăn sau. Nhưng mà bây giờ mới là đang order được 4 thứ đúng không? Anh em nhà hai bò ai phở gà? Hai bò gà. Hai bò gà. Anh Mỹ là ăn phở gà. Hai bún gà. Anh Mỹ là ăn phở gà. Bốn bát còn một bát nữa. Hai phở bò. Hai bún bò chứ. À đúng rồi, hai bún bò. Hai bún bò này. Hai phở bò gà và một phở bò. Cô cho cháu nhiều thịt cô nhá. Cô cứ làm 5-6-70 nghìn thoải mái. Vì thế luôn. Cho cháu một dĩa quẩy nữa. Gà của cô cực kỳ ngon luôn. Ngồi bên này à? Ngồi đâu đi nhỉ? Bên này có chỗ, còn chỗ nào ngồi không anh? Còn bên này. Vâng vâng. Bên này còn nhà mình. Đi, đi sang bên này đi. Đấy, chỗ này riêng anh em mình rồi. Cái chỗ này là riêng tư. Không, anh đóng luôn cửa cũng được. Của ai Mỹ là nguyên bò nhỉ? Đúng rồi, phở bò. Phở bò, còn đâu bún bò là của em với lại bún bò là Yến là đều là bò hết ạ. À. Nhưng mà khác của ai Mỹ là phở. Ai Mỹ là phở. Yến là bún. Còn ai Mỹ phèn là chung nhau. Bò gà. Bò gà các bác. Miếng bò siêu to khổng lồ các bác. À quên, miếng thịt gà các bác. Không, này giống như kiểu Yến này, bắt con vịt nên bảo ô tối nay được ăn thịt gà rồi. Ai nói thế? Gà, gà của anh thịt vàng nhỉ? Con này là bị vàng da đó. Là da. Con này uống rượu nhiều. Vàng da do nó ăn ngu. Nó uống rượu. Nhưng nhiều. Nhưng mà anh em ơi, cho em mượn cái chanh này. Cái lọ chanh, à cái bát chanh. Bát chanh. Đây. Ăn Hương thêm quẩy nhá. Giống như tương ớt Mường Khương nhỉ? Nhà bơ anh Mỹ cũng đang bán cái lọ tương ớt này. Tương ớt Mường Khương này à? Bao nhiêu tiền một nọ em? Em bán là một lọ là 50.000. 50.000 một nọ. Nhưng mà bây giờ ngà à tính ra là ngoài chẩm chéo ra, ngoài quần áo cho thuê ra thì nhà bơ với ai Mỹ là còn có cả thêm cả cái tương ớt này nhỉ? Tương ớt Mường Khương. Tương ớt này là mình có thể ăn phở này, hoặc là làm nước chấm rau này, rồi thịt thì ngon hết. Tính ra là tương ớt, cái ớt Mường Khương là cũng là nổi tiếng, đúng không anh Trà Việt? Ớt Mường Khương là một loại ớt nổi tiếng nhất ở đất Lào Cai. Còn nếu cũng nói về đất Lai Châu thì lại nổi tiếng nhất đấy là ớt Trung Toàn. Nhưng ở bên Hà Giang này thì là ớt nổi tiếng nhất đấy là cái ớt thóc. Ớt thóc ở trên khu vực Đồng Văn Mèo Vàng. Mời mọi người nhá. Chung là anh đi chợ nhiều nên ai cũng biết. Mời cả nhà ăn phở nha. Thật sự luôn. Em mời anh đúng như ăn phở luôn. Ui. Wow. Mình thì cũng phải chuyến luôn các bạn ạ. Bát của mình thì mình cho rất là nhiều tương ớt. Phê đỏ nom nom luôn. Nhưng mà nó cũng không cay quá, nhẹ nhẹ, thơm á, cái tương ớt nó thơm. Nói chung là mỗi một ngày anh em mình đi có một trải nghiệm vui, xong rồi về ăn một bát phở này tối ngủ ngon rồi nhỉ. Tí xin phép bác là cho chầu trà đá nữa nhưng mà không quay video. Anh em đi mua trà đá đi về nước mía. Hôm nay đúng là anh em mình đi bản đi đán dầu về làm phát hai ô nước mía các bác. Uống rồi. Anh trợ viên này bác uống xong nhấc cốc lên bảo ôi cốc bị thủng rồi, bà chủ quán tí của anh quả quán. Hôm nay là anh uống 4 cốc nước mía một lúc luôn. 4 cốc nước mía một lúc. Em được 3 cốc ấy. Tại vì mình đi lên bản về mệt ấy, mất nước nhiều. Yến xôi còn được 2 quả dừa. Em nói nhỏ là chả biết rồi. 2 quả bừa dừa lại giống 2 quả bưởi hôm qua. Ô, 2 quả dừa chưa nói xong vẫn còn thêm 3 cốc nước mía nữa. Thế là anh đang giảm cân mà anh phê ngày nào dẫn em bọn em đi ăn này. Ăn để lấy sức giảm cân. Nhưng mà mấy hôm nay mấy chị tin mình ra Hà Giang là anh Phen là vất vả lắm. Không. Phen là đưa đi quay. Anh thấy vui mà. Còn
còn lai cả làm tài xế cho Pơn ấy, xong về còn đưa mấy chị em đi ăn tối nữa. Không, thực ra là vất vả luôn. Bếp trên bản ấy. Thực ra là mình hợp nhau ấy, mình team mình kiểu trẻ trung kiểu mà lại còn hợp nhau ấy, mới dễ. Chứ còn đâu nhiều lúc tôi là người trẻ nhất ấy. Nên là các bạn đừng nói buồn. Ông An thì không biết bao nhiêu tuổi nhưng mà tất cả 4-5 người đây ai gọi ông bằng ông. Chẳng ai gọi anh thì cả, toàn gọi ông ấy. Các bác cứ để ý xem toàn gọi ông rồi. Nhà mà em hiểu vì sao quán đông khách như thế này. Cái quẩy của tôi ngon lắm, giòn. Anh nghĩ cái quán này là gia truyền rồi đấy. Quán này khoảng 2-3 đời rồi. Đấy. Thế nhìn cái thương hiệu ông Sáu là uy tín rồi đấy. Cái nước dùng ở đây nó đậm đà. Kiểu không bị quá lồng mùi hoa hồi thảo quả hay nhiều cái gầu tạp, đúng không? Là kiểu gia vị em. Ăn hết bát phở này thì đi chạy phố nó khác, đúng không? Đấy. Đi trả giá thôi. Chạy phố thì... Anh nói thế. Nhưng mà đúng là Pơ, Ái Mí và Yến mà mặc trang phục truyền thống ấy, đi giống như kiểu lệnh bài ấy, ai cũng xin giảm giá chụp ảnh, đúng không? Cần thế luôn. Ai cũng muốn kiểu quý, bởi vì mặc quần áo như này có thể là người ta không nhận ra, nhưng mà khoác trang phục truyền thống vào là ai cũng nhận ra luôn. Là Pơ, Ái Mí và Yến này là cho mời chai nước này, mời ăn có khi giảm giá 50%. Nên là nhiều khi là em rất là yêu thích cái bộ trang phục truyền thống của mình, như là muốn quảng bá cho trang phục truyền thống dân tộc Mông của mình nha. Anh đang định đặt quả bộ quần áo Mông của Vàng Kỷ Quán về Hà Giang, anh đi phải nghĩ theo. Em là tặng anh luôn một bộ luôn đấy. Rồi, đấy là câu nói uy tín nhất đấy nha. Bơ về sẽ gửi luôn một bộ truyền thống. Ok luôn. Rồi. Kịp thế này ăn thống như nào được. Trang để ý là mấy anh em mình á, là ba chị em thì toàn chọn bún ra ăn, ăn trước. Mình toàn vớt thịt ăn trước, không ăn ạ. Đấy là người ta gọi là khổ trước sướng sau. Mình anh em ăn thịt trước là mình sướng trước khổ sau. Các chị em đừng xấu hổ nhá, ăn hết ngon lại gọi bát nữa nhá. Anh cố gắng thơm ngon đến đoạn cuối cùng. Hai bát nữa được không anh? Bận mì đấy các bác, là Yến rồi có thể ăn 5 gói mì tôm. Một thùng mì tôm ăn mấy ngày nhỉ? Em nghĩ là năng lực hay là gì nhỉ? Tài năng. À, phát hiện ra tài năng mới. Phen thì Phen không phát hiện ra, nhưng mà Pơ, Ái Mí nói nhỏ nhỏ Phen nghe thấy. Là bảo là một thùng mì tôm mà Yến ăn mấy ngày nhỉ? 2 ngày rưỡi. Không phải đâu mọi người. Nhưng mà em nghĩ là Yến hay là mình làm một cuộc mà thử thách cả. Thử thách hôm nào bạn Yến với lại anh Phen là thi ăn mì tôm. Ăn ở quán này đi anh. Hả? Ăn ở quán này này. Tại thích nước dùng ở quán này rồi. Ở đây cũng có bán mì tôm mà. Ok. Em còn ăn được bát nữa không? Chị ăn mì tôm tính ra là dễ ăn hơn. Anh có thật ăn phở. Mà anh ăn đúng rồi. Hả? Anh thử ăn mì tôm. Mì tôm thì ăn được khoảng 5-6 gói thôi. Vậy như này. Nó sẽ ăn được nhiều hơn. Tất đi. Hay mình ăn tất đi, thử thách đi. Ngày mai thì mình có cuộc giao lưu với em ước rồi. Thì ngày kia anh sẽ quay trên kênh chợ phiên Tây Bắc một clip mấy anh em mình ăn gà đen. Đồng ý không? Ăn gà đen. Ăn gà đen tại nhà hàng Hạ Thành Quán. Tại vì như này, hôm nay anh em mình lên bản Đán Dầu ấy, là anh bí thư của Đán Dầu trực tiếp là đưa anh ra xem tận mắt con gà đen mà do Hạ Thành Quán, tức là cung cấp cho Hạ Thành Quán. Ngon mức độ nào? Vịt thì là đang ở trong bản của nhà ước, cái chỗ Trang ấy. Đấy. Đâu gà thì là đang khu vực Đán Dầu. Đấy.
Thì các em có đồng ý cái mà anh đưa ra không? Anh em mình sẽ có một cuộc thi ăn gà đen, một mẹt gà đen siêu to và ai ăn mỗi người một con à? Một con ăn thua gì? Trời. Một con không ăn thua. Anh ăn được mấy con? Anh thì cũng phải ăn hơn một con. Ừ. Đấy. Em là chắc chắn nó không ăn được một con. Ăn hết được. Còn là năng lực của Ái Mỹ với là cả Yến là anh biết rồi. Yến ăn được. Rồi. Cái hôm là ngồi cùng với Phan Huy Hùng. Ừ. Đấy là ăn cũng là hết một con là phải ăn hơn nữa cơ. Ờ. Đấy. Và em là có ăn cùng với là chị Nga Sumo với đúng là rồi. Phan Huy Hùng với là anh Dương. Anh Dương Dubai. Dương Dubai. Dương Dubai ăn. Ăn với cả Bơ Ái Mỹ và toát hết mồ hôi. Và Phan cũng có ăn cùng với cả Dương Duba cũng như là Phan Huy Hùng phở, cũng phở, mập phở. Và Nga rồi. Phở. Và Phan cũng ăn ba bát phở. Ừ. Đấy. Mình không. Ăn. Anh em mình thống nhất nhá. Người nhá. Chuyên luôn. Ờ. Đây còn thử thách mì tôm siêu to khổng lồ. Nào. Mì tôm á? Ừ. Mì tôm thì anh không ăn được nhiều đâu. À. Anh ăn thịt thì nhiều thôi. Thế bể kèo à? Ăn thịt thôi. À, ăn thịt sao? Bơ là ăn hết bát rồi đấy cả nhà. Ô, bạn ăn xong chưa? Anh vẫn còn nhiều lắm. Mãi nói chuyện. Ừ. Em là chỉ cần hết uống thôi. Ừ. Anh em mình hôm nay cũng khá là vất vả đi một ngày rồi. Và từ sáng rồi. Anh em mình ăn phở xong đúng chất Hà Nội. Mình ăn xong mình đi uống trà đá vỉa hè ở bên quảng trường kia chuẩn luôn. Xong rồi mình về thì các bác ngày mai anh em thật sự rất là xa bên Lai Châu bên trên bản với anh trợ viên tây bắc ở tận Lào Cai cơ. Sang đây thời gian anh em mình còn có mấy ngày thôi. Đấy, có thể là 3-4-5 ngày nữa là mọi người lại di chuyển, là không biết thời gian là bao lâu nữa thì mới gặp lại nhau. Nên là anh em mình có thời gian là giao lưu, là ngoài đi bản ra thì có những cái video anh em đời sống thật như này là chỉ là ăn bắt thở thôi. Sau đó là anh em đi trà đá tâm sự, nói chuyện về cái cuộc hành trình ngày hôm nay mình trải nghiệm như nào. Em thì video của Phan thì cũng ngắn thôi, chỉ chia sẻ qua về một cái bữa ăn đêm nhưng mà nó chất chứa tình cảm của ba anh em mình. Anh em mình là ghi lại những cái hình ảnh video này để sau này ấy, khoảng tầm 5 năm, 10 năm nữa mình xem lại đấy. Đó là cái kỷ niệm đúng không? Cũng là mong muốn là chia sẻ với các bác là đây là ba anh em. Không phải ba anh em mà ba kênh. Đấy, có kênh Bếp Trên Bản, kênh Triệu Phiên Tây Bắc nữa. Thì ba anh em mình là lúc nào cũng gắn bó với nhau. Cũng mong là thời gian tới là anh em mình có nhiều video hay hơn nữa và khán giả các bác là ủng hộ cho anh em nhiều hơn. Nếu các bác ủng hộ nhiều hơn thì anh em mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Anh em đang có dự án là đi xuyên Việt mà nhưng mà cùng nhau đấy các bác. Hiện tại là do là công việc là một, thứ hai là do là anh em mình cũng còn đang thực sự là nói với các bác là kênh còn đang rất là yếu, nên là anh em mà bảo là bây giờ đi cùng nhau mà đi xuyên Việt như thế thì nó cũng khá là vất vả. Cũng mong là thời gian tới các bác yêu thích anh em là đây cũng team này nó cũng không thêm ai cả. Anh em mình đi xuyên Việt như thế thì cũng mong muốn đi đến các nơi trải nghiệm, là chia sẻ các bác thêm. Bây giờ mà anh muốn nói một câu như này, mà anh muốn gần đây nhất là Phan sẽ sang bên Lào Cai cũng như là Lai Châu đấy. À, anh không muốn nói là cái vấn đề xa xôi, có thể là sang năm thì anh em mình sẽ cố gắng là sẽ đi trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà trong năm nay hy vọng là Phan sẽ sang bên Lào Cai và bên Lai Châu với anh em mình, để anh em mình sẽ có những chuyến hành trình ở bên đấy nữa. Việc đầu tiên em sang đến Lai Châu là chúng ta là sẽ tiếp tục là cái tập 2 phiên bản giới hạn là đọc mình đi lốt cái chơi mấy cái trò chơi mạo hiểm ở trên kênh của Pơ Ái Mí, bởi vì rất là nhiều người hỏi. Giờ anh em mình cũng ăn xong rồi, bây giờ anh em mình cũng nghỉ ngơi, mai tiếp tục hành trình. Phan với cả anh trợ phiên Tây Bắc, Bếp Trên Bản cũng xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã thường xuyên theo dõi và ủng hộ ở kênh với anh em. Bây giờ nhóm anh em xin phép là chào các bác để ngày mai lại quay tiếp tục chia sẻ các bác. Xin chào các bác nha. Xin chào các bác nha.